Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh cống với mình nha. Thì món bánh cống này làm cũng rất là dễ thôi và mình cũng không cần sử dụng tới khuôn nữa. Khi làm xong thì bánh có cái màu vàng bắt mắt và khi ăn vào thì cái vỏ ngoài của bánh rất là giòn, ở bên trong thì lại rất là béo nước cốt dừa và vị bùi bùi của đậu xanh nữa, kết hợp cùng với lại phần tôm thịt, rau sống, nước mắm thì mình ăn không có bị ngán. Và để biết cách làm chi tiết cho món bánh này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và đây là nguyên liệu để mà mình chuẩn bị làm bánh. Bột bánh xèo thì sử dụng ở đây là 300 g, một gói bột chiên giòn 150 g, 200 g tôm, 150 g thịt bằm và 60 g đậu xanh. Thì phần đậu xanh này mình cũng đã nấu cho chín rồi các bạn. 700 ml nước cốt dừa. Để ăn kèm thì mình sẽ ăn kèm lại rau sống và dưa leo, thêm một củ cà rốt nữa. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi pha bột trước. Mình cho hết bột bánh xèo vào trong một cái tô lớn. Và cũng cho hết cái gói bột chiên giòn vào nữa. Cho vào rồi thì mình sẽ đổ hết 700 ml nước cốt dừa vô. Mình làm nước cốt dừa thì bánh nó sẽ có cái độ béo ngon hơn các bạn. Cho vào thì chừa cặn lại nha. Rồi bây giờ mình hòa tan hết bột ra. Và bột thì mình cũng đã hòa tan xong rồi. Để đậm đà hơn thì mình sẽ cho vô một ít muối. Tại vì ở trong cái gói bột bánh xèo thì cũng đã nêm cho vừa ăn rồi các bạn. Mình muốn đậm đà thì mình chỉ cần cho thêm chút xíu muối là được. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái thau bột này nghỉ khoảng 15 phút nha. Và trong thời gian mình chờ đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi ướp thịt nha các bạn. Mình cho hết 150 g thịt này vào trong một cái tô lớn. Cho vào một muỗng cà phê tỏi băm. Dằn vào một ít muối. Một chút bột ngọt. Hơn nửa muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê nước mắm. Thì cái phần nhân thịt này các bạn chỉ cần làm cho vừa ăn là được. Cho vào rồi thì mình trộn đều. Và để cho thịt thấm gia vị. Và thau bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ 15 phút rồi các bạn. Lúc này mình sẽ cho hết cái phần đậu xanh mình đã nấu vô. Cho vào rồi thì mình khuấy đều. Củ cà rốt thì các bạn bào cho mình nửa củ, mình cho trực tiếp vào luôn nha. Các bạn không ăn cà rốt thì mình có thể thay thế bằng khoai lang nè, hoặc là khoai môn đều được hết. Xong rồi thì mình sẽ chuẩn bị đem đi chiên. Và để chiên bánh thì mình sẽ sử dụng một cái vá như vậy nè các bạn. Và chuẩn bị cho mình một cái nồi dầu hơi nhiều một chút xíu nha. Rồi mình cho cái vá này vào trước để mình làm nóng vá. Một lát nữa cho bột vào thì sẽ không có bị dính. Và nồi dầu ăn thì cũng đã nóng rồi các bạn. Mình lấy vá ra. Rồi bây giờ múc bột từ từ mình cho vô. Mình cho nhân thịt vô nè. Rồi mình lại múc thêm một vá nữa mình cho lên trên. Và xếp tôm lên nữa. Nếu mà các bạn làm tôm bự thì mình chỉ cần để hai con là được rồi. Xong rồi thì mình sẽ cho vào trong cái nồi dầu nóng. Cái bánh đầu tiên mình chiên một lúc thì cũng đã vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình dùng cái muỗng mình lấy ra nha. Mình lấy ra xong rồi thì mình lại cho cái mẻ khác vào mình chiên tương tự nha. Mình cho cái thứ hai vô. Một cái thì mình chiên cũng rất là nhanh.
Vàng rồi thì mình bắt đầu trở bề. Và cái bánh đầu tiên của mình thì cũng đã chín rồi nè. Bây giờ mình cắt ra ngoài. Rất là thơm luôn nha các bạn. Lấy ra xong thì mình sẽ chiên tương tự với những cái còn lại. Và những cái bánh thì mình cũng đã chiên xong rồi nè các bạn. Chiên xong thì bánh có màu vàng rất là đẹp nha. Khi ăn thì mình sẽ ăn kèm với lại nước mắm chua ngọt, một ít rau sống và dưa leo. Mình bẻ ra xem cái phần bánh ở bên trong như thế nào nha các bạn. Và đây là cái phần bánh ở bên trong nè. Một công thức như vậy thì mình làm ra được rất là nhiều bánh. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món bánh này với mình. Và món bánh này khi ăn vào thì có cái độ giòn ngon, rất là béo, nước cốt dừa, gia vị thì mình làm cũng rất là đậm đà, kết hợp cùng với lại tôm thịt, một ít dưa leo, rau sống cùng với lại nước mắm chua ngọt thì mình ăn không có bị ngán các bạn. Và như vậy là Phúc cũng đã làm xong và chia sẻ tới mọi người rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.